Kính thưa quý vị, với những giai điệu hùng hồn và ý nghĩa, bài hát Hãy đến với con người Việt Nam tôi đã là một bài hát vô cùng quen thuộc với rất nhiều những thế hệ. Tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc của người Việt Nam được khơi gợi mạnh mẽ qua từng ca từ của nhạc phẩm này. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức bài nhảy Hãy đến với con người Việt Nam tôi với phần biểu diễn của đơn vị xã Vĩnh Sơn.